Và các bạn cũng xin giới thiệu tới quý vị gia đình của Wendy cùng với người chồng và hai người con. Xin mời cháu lên đây luôn ạ. Và lên đây con. Và gia đình thứ hai của Phi Nhung, một người từ khi Phi Nhung còn sống đã nâng niu bảo bọc Phi Nhung, và đến khi Phi Nhung mất đi, cô cũng là người cũng sát cánh và nâng niu bảo bọc cho Wendy, nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh. Dạ kính thưa quý vị, mặc dù là một cái bài hát chỉ có vài phút thôi, nhưng mà đây là một cái sự rất là khó khăn cho Wendy. Và Wendy phải nói là phải rất là can đảm để mà có thể mà thực hiện được cái bài hát này. Đáng lẽ là Tracy muốn Wendy hát live cho quý vị nghe, nhưng mà Wendy sợ là khi mà Wendy hát xong, Wendy xúc động, Wendy sẽ làm hư cái bài của mẹ. Vì vậy là Wendy xin phép là được thâu trước. Nhưng mà không biết là quý vị nghe không? Nhiều khi mình nghe mình không biết câu nào là Phi Nhung hát mà câu nào là Wendy hát. Bây giờ hỏi quý vị nghe cảm thấy như thế nào ha? Đúng rồi. Quý vị cảm thấy Wendy hát như thế nào ạ? Nếu như Mạnh Quỳnh nói, trong tương lai sắp tới Wendy muốn nối nghiệp mẹ, không biết quý vị khán giả khắp mọi nơi có ủng hộ cho Wendy không ạ? Con nói vài lời đi. Dạ, con cảm ơn mọi người đã đến đây và gì đó support con để hát. Con hôm bữa là lúc Tracy nói nên ai cũng muốn coi, ai cũng muốn nghe hết. Nên con rất là xúc động và cố gắng hết sức. Tại vì tình thương của mọi người cho con và cho mẹ và gia đình của con, nên con cảm ơn mọi người. Vâng, thưa quý vị, trước khi Wendy bước xuống thì Khánh Hoàng cũng xin giới thiệu một người. Có nhiều quý vị thắc mắc là từ khi Wendy mất mẹ thì Wendy thường ở với ai và ai là người chăm sóc cho cháu. Ngoài Tracy ra còn có một người cậu nữa, Khánh Hoàng cũng xin giới thiệu lên đây. Đó là cậu Nguyễn Thanh Huy. Xin mời quý vị cùng tràng pháo tay thật to cho một người cũng sát cánh với Phi Nhung và bây giờ cũng chăm lo cho Wendy như là Phi Nhung, kính thưa quý vị. Bên cạnh đó cũng có dì bé Phương. Dạ, mời dì lên đây ạ. Dì bé Phương là dì mà trẻ quá vậy. Wendy. Từ Florida vừa bay qua luôn, dạ. Vâng, và một người nữa Khánh Hoàng cũng xin mời lên đây để cho chúng ta gặp nguyên một gia đình, để cho chúng ta ủng hộ cho gia đình của họ. Khánh Hoàng xin mời lên đây bà ngoại Ngọc Minh, tức là mẹ của nữ ca sĩ Tracy Phương Trinh. Đưa ngoại lên. Là ngoài một người đây cũng thương yêu Wendy, thương yêu Phi Nhung như là những người mẹ ruột của Phi Nhung về quý vị.